Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Gương mặt nghệ sĩ Hưng Yên của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, nhắc đến hội họa thì không thể không nhắc đến giai thoại Nhất Trí, Nhì Vân, Tam Lân, Tứ Cẩn. Bộ tứ hội họa của Việt Nam bao gồm Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Lân và Trần Văn Cẩn. Cả bốn danh họa này thì đều đã có những thành tựu trong sáng tạo nghệ thuật cũng như là có những đóng góp to lớn cho nền hội họa nước nhà, đặc biệt là danh họa Tô Ngọc Vân, người con của quê hương Hưng Yên, với bức tranh nổi tiếng mang tên Thiếu Nữ Bên Hoa Huệ. Tiếp nối niềm tự hào ấy thì nhiều họa sĩ đã có những cống hiến hết mình cho nền nghệ thuật hội họa cũng như là góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Và trong chương trình Gương mặt nghệ sĩ Hưng Yên ngày hôm nay, xin kính mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ, giao lưu với thầy giáo, họa sĩ Thái Cớ, người con của quê hương xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Và sau đây thì xin kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi một phóng sự chân dung về thầy giáo họa sĩ Thái Cớ. Họa sĩ Nguyễn Thái Cớ, sinh năm 1976, tại vùng quê xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên. Ngay từ nhỏ, niềm đam mê hội họa không biết ngấm vào anh từ lúc nào. Vì vậy, sau khi đi bộ đội về, anh đã thi vào trường Cao đẳng Nhạc họa Trung ương, nay là trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Tốt nghiệp ra trường, anh lựa chọn nghề giáo viên tại trường Trung học cơ sở Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, quê hương của anh, để truyền cảm hứng cho các thế hệ học sinh yêu quý, say mê bộ môn mỹ thuật cũng như cảm nhận về những thanh âm của cuộc sống. Thầy Nguyễn Thái Cớ là một giáo viên của nhà trường Trung học cơ sở Lạc Đạo. Thầy cũng là một đảng viên, nên là có phẩm chất chính trị vững vàng và luôn kiên định với đường lối chủ trương của Đảng và thực hiện nghiêm túc pháp luật của nhà nước. Thầy Cớ cũng có cái tinh thần xây dựng tập thể đoàn kết nội bộ rất là cao và luôn luôn đi đầu gương mẫu trong các cái thực hiện nhiệm vụ chung của nhà trường cũng như là nhiệm vụ cá nhân. Thứ hai là đối với chuyên môn của thầy, thầy là một trong những giáo viên rất là giỏi về chuyên môn và cũng rất là tích cực học và tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cá nhân và góp phần nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của chung của nhà trường. Cùng với sự nghiệp chồng người thì anh vẫn tiếp tục niềm đam mê, tình yêu dành cho hội họa qua việc sáng tác tranh. Họa sĩ Thái Cớ sinh ra và lớn lên ở vùng quê đồng bằng châu thổ sông Hồng, nơi lưu giữ và phát triển bề dày văn hóa Việt. Nó như đã ngấm vào anh từ bao giờ để mở, gợi ra những câu chuyện hội họa với nhiều tác phẩm về chùa Hưng Lãng, chùa Nôm, chùa Thái Lạc, nơi gắn bó với cả tuổi thơ của anh. Họa sĩ đã vẽ tranh trên nhiều chất liệu, nhưng việc lựa chọn tranh sơn mài khiến anh dễ đạt được những khoái cảm thẩm mỹ cả trong đời sống và nghệ thuật. Nguyễn Thái Cớ đã có nhiều cuộc đi, vẽ nhiều và có nhiều cuộc trưng bày tác phẩm với các nhóm bạn bè. Và có lẽ triển lãm mang đậm dấu ấn cá nhân của anh trong suốt hơn 20 năm hoạt động hội họa chính là triển lãm mang tên Gọi Mùa, với 32 tác phẩm tranh sơn mài đặc sắc được ra mắt công chúng thủ đô vào một ngày đầu thu tháng 8 năm 2023. Đắm mình trong thiên nhiên, anh cảm nhận được xuân hạ thu đông nối nhau về trong từng tia nắng, từng cơn gió trên cánh đồng, con đường thân thuộc. Đó chính là mạch cảm xúc gọi mùa. Họa sĩ Thái Cớ là một trong những họa sĩ có cái bề dày về trình độ học vấn cũng như là về sáng tác, là một trong những tấm gương tiêu biểu của anh em họa sĩ của tỉnh. Trong cái quá trình sáng tác của họa sĩ Nguyễn Thái Cớ ấy, thì ta phải kể đến những cái tác phẩm của họa sĩ bằng các cái chất liệu như chất liệu sơn mài truyền thống. Với cái ngôn ngữ thể hiện của họa sĩ Nguyễn Thái Cớ ấy, thì khác với những truyền thống, chất liệu ở đây được thể hiện là chất liệu hội họa nhiều hơn. Với mong muốn lan tỏa tình yêu hội họa, anh đã tham gia nhiều triển lãm tranh như Họa sĩ trẻ năm 2002 tại Hà Nội, triển lãm mỹ thuật khu vực 2 và toàn quốc từ 2006 đến nay, Bạn bè năm 2009 tại Quảng Trị, triển lãm nhóm vẽ chân dung năm 2016 tại Hà Nội, Điểm chạm năm 2017, Tết Mậu Tuất năm 2018 và Tết Tân Sửu năm 2021 tại Hà Nội. Và ghi nhận cho suốt những năm tháng miệt mài sáng tạo nghệ thuật của mình tại triển lãm mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2023 do Hưng Yên đăng cai, tác phẩm Hội Cầu Mưa của họa sĩ Thái Cớ đã giành giải B trong tổng số hơn 400 tác phẩm được chọn trưng bày.
Vâng, thưa quý vị khán giả vừa theo dõi phóng sự chân dung về thầy giáo họa sĩ Thái Cớ. Và qua đây thì chúng ta cũng đã phần nào hiểu được về công việc cũng như đóng góp của anh trong sự nghiệp chồng người cũng như là góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu với anh. Xin chào thầy giáo họa sĩ Thái Cớ ạ. Rất vui khi được giao lưu với anh trong chương trình Gương mặt nghệ sĩ Hưng Yên ạ. Xin kính chào quý vị khán giả đài truyền hình Hưng Yên. Thưa thầy giáo họa sĩ Thái Cớ, trong phần đầu của chương trình thì khán giả cũng đã được chiêm ngưỡng một số tác phẩm tranh của anh. Vậy thì anh có thể chia sẻ cơ duyên nào đã đưa anh đến với hội họa, cũng như là con đường đến với sự nghiệp chồng người của anh thì được bắt nguồn như thế nào? Từ nhỏ tôi rất là thích những vẻ đẹp của thiên nhiên ở cuộc sống xung quanh tôi. Và ở quê tôi thì có cái chùa Hương Lãng rất là nổi tiếng bằng những cái tác phẩm điêu khắc như là ông Sấm Đá làm từ thời Lý. Những cái tác phẩm điêu khắc đó rất là tinh tế, thôi thúc tôi là làm thế nào để tạo ra những cái tác phẩm mà có những cái nét đẹp như vậy và có những bức tranh để thể hiện lại những cái vẻ đẹp của quê hương như vậy. Tôi đã tốt nghiệp cấp 3 xong, tôi đi nghĩa vụ quân sự xong về tôi thi vào trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc họa Trung ương, nay là Đại học Nghệ thuật Trung ương. Thì sau đó ra trường thì rất là may mắn được về quê hương vừa dạy học lại vừa vẽ tranh. Vậy thì là lúc đấy thì anh thường lựa chọn những cái đề tài như thế nào để mà mang cái màu sắc riêng của mình ạ? Đầu tiên là tôi tìm hiểu và sáng tác theo cái khuynh hướng trường phái hội họa ấn tượng. Trường phái hội họa ấn tượng đã để lại cho tôi nhiều những tác phẩm. Ví dụ như những cái bức tranh về các cái công trình kiến trúc chùa chiền như là chùa Một Cột, hay là chùa Hương Tích ở Hà Tây cũ, hay là Bút Tháp Hà Nội. Đó là những bức tranh mà tôi cảm thấy gần gũi mà mang nhiều cái phong cách và ảnh hưởng của trường phái hội họa ấn tượng. Vậy thì với quê hương Hưng Yên thì anh đã có những cái sáng tác như thế nào? Ở Hưng Yên mình có nhiều cảnh đẹp và tôi đã vẽ rất nhiều về cảnh đẹp Hưng Yên. Ví dụ như là ở chùa Lôm tôi vẽ đến 6-7 tác phẩm với chất liệu khác nhau. Hay là đền mẫu Hưng Yên của chúng ta cũng rất là đẹp, tôi đã vẽ 2 tác phẩm về đó. Hay là những cái tác phẩm tôi đang thực hiện như là ở Hoài Châu, đền Dạ Trạch, đó những cái tác phẩm tôi rất là tâm đắc. Ở Văn Lâm thì có rất nhiều các cái công trình kiến trúc đẹp và mang cái giá trị tâm linh như là chùa Lôm, chùa Thái Lạc, hay đền Gênh, hay là chùa Hương Lãng. Đó là những cái công trình kiến trúc rất là tiêu biểu của Hưng Yên. Và nó mang cái vẻ đẹp cổ kính, và những cái vẻ đẹp đó nó khơi gợi những cái niềm cảm xúc, cái xúc tác cho tôi sáng tác. Mỹ thuật thì là một trong những phương tiện hiệu quả giúp giáo dục về đạo đức cũng như thẩm mỹ và góp phần giúp cho học sinh phát triển toàn diện. Vậy với tư cách là một thầy giáo giảng dạy bộ môn mỹ thuật tại trường trung học cơ sở, thì anh đã có cái phương pháp truyền dạy như thế nào để giúp học sinh cảm thấy hứng thú hơn đối với bộ môn này ạ? Cũng như là giúp cho các em không cảm thấy nhàm chán và khô cứng trong những tiết học ạ? Môn mỹ thuật là một cái môn rất là đặc thù ở trong trường phổ thông. Môn mỹ thuật nhằm giúp giáo dục toàn diện cho học sinh phát triển về đạo đức và thẩm mỹ. Thì môn mỹ muốn vậy thì thầy giáo dạy mỹ thuật phải trước hết là phải có cái chuyên môn vững vàng tốt và cái nghiệp vụ, cái phương pháp sư phạm tốt. Muốn vậy thì tôi phải học hỏi và luôn cập nhật những cái hội nghị, những cái tập huấn của Bộ Giáo dục, của Sở Giáo dục, và luôn luôn đổi mới phương pháp dạy học. Và tôi tìm hiểu cái đối tượng học sinh, thì tôi là dạy trung học cơ sở nên là cái đối tượng học sinh nó cũng là tương đối lớn. Nó cũng không phải là nhỏ quá mà cũng không lớn quá, nhưng đối tượng trung học cơ sở là các em đã biết tiếp xúc với những các cái tác phẩm mỹ thuật đương đại và những cái chất liệu mỹ thuật cơ bản nhất, và các em ứng dụng vào trong cuộc sống thì tìm hiểu với những cái đối tượng như vậy và truyền đạt như thế nào. Truyền đạt là hướng các em tới cái kỹ năng và cái năng lực riêng của từng em. Và bộ môn mỹ thuật giúp các em sẽ làm đẹp không những ở bài tập mà làm đẹp ở ngay cái cuộc sống của các em, như là thời trang, hay là trang trí nhà cửa,
hay là tạo ra những cái sản phẩm mà các em yêu thích. Vâng, quả thực thì mỹ thuật không chỉ giúp cải thiện kỹ năng trong học tập mà còn giúp cho các em có một đời sống tinh thần phong phú và giúp cho các em sẽ có cảm hứng hơn và học tập hiệu quả hơn. Có đúng không thưa thầy giáo ạ? Đúng vậy, xin cảm ơn bạn. Thưa anh, không chỉ đứng trên bục giảng để giảng dạy bộ môn mỹ thuật mà anh còn tiếp tục niềm đam mê với việc sáng tác tranh, đặc biệt là tranh sơn mài. Có nhiều chất liệu để vẽ tranh, trong đó thì để hoàn thành một bức tranh sơn mài thì là cả một quá trình khá là gian nan. Vậy thì lý do nào mà anh đã lựa chọn chất liệu này để mà thể hiện những sáng tạo của mình ạ? Tôi đã vẽ rất nhiều chất liệu như là sơn dầu, hay là màu nước trên lụa, hay là màu nước trên giấy gió, hay là bột màu. Nhưng đến chất liệu sơn mài thì đã đạt tới cái khoái cảm trong sáng tạo nghệ thuật. Tức là người nghệ sĩ muốn làm được những tác phẩm đẹp, ưng ý thì ngoài những cái đề tài, những cái kỹ thuật làm việc thì cái cảm hứng rất là quan trọng. Và sơn mài truyền thống đã đạt được cái sự thích thú và niềm đam mê của tôi. Thì cái chất liệu sơn mài khi mà đưa vào hội họa nó rất là khó khăn. Như bản thân tôi cũng vẽ cũng được mười mấy năm, cũng làm sơn mài được mười mấy năm, mới đến bây giờ cũng rất là khó khăn. Bởi vì sơn mài, sơn ta rất là lâu khô và cái kỹ thuật làm cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ của họa sĩ. Như là vẽ sơn như thế nào, lót bạc như thế nào, sát vàng như thế nào, cẩn trứng như thế nào, cẩn chai như thế nào và mài như thế nào để được một tác phẩm ưng ý. Điều đó đòi hỏi phải lao động, đòi hỏi phải sự đam mê, đòi hỏi phải có công sức. Và cái nghệ thuật đó khi mà được quả ngọt, tức là những cái tác phẩm thì nó cần phải rất là nhiều thời gian. Nếu bạn vẽ sáng tác một cái bức tranh màu nước thì có khi buổi sáng hoặc một lúc là bạn sẽ vẽ được một bông hoa. Nhưng nếu mà làm sơn mài thì bắt buộc anh phải làm theo các bước và thời gian thì rất là lâu. Tức là để hoàn thành một bức tranh sơn mài thì là một cả một quá trình rất là gian nan. Tuy nhiên thì nó lại mang đến cho chúng ta những quả ngọt, đúng không ạ? Và để thể hiện tình yêu của mình đối với hội họa thì thầy giáo họa sĩ Thái Cớ đã tổ chức nhiều cuộc trưng bày tranh với những người bạn của mình. Trong đó thì phải kể đến cuộc triển lãm tranh mang dấu ấn cá nhân của riêng anh, bao gồm 32 tác phẩm tranh sơn mài đặc sắc được giới thiệu đến công chúng thủ đô vào năm 2023 tại nhà triển lãm số 29 Hàng Bài, Hà Nội. Và ngay sau đây thì xin kính mời quý vị khán giả cùng chiêm ngưỡng 32 tác phẩm tranh sơn mài đặc sắc của họa sĩ Thái Cớ. Thank you.
là một người con sinh ra và lớn lên tại làng quê, vì vậy mà những cái tác phẩm của anh phần lớn đều mang đậm cái nét của làng quê Việt Nam, với chủ đề thì thiên về tìm hiểu về thiên nhiên cũng như là về các hoạt động của làng nghề, hay là về lễ hội truyền thống, hay là về những cái mong ước của con người tại nơi mà họa sĩ được sinh ra, có đúng không ạ? Vậy thì anh có thể chia sẻ về quá trình sáng tác cũng như hoàn thiện 32 tác phẩm nghệ thuật này được không ạ? Triển lãm tranh sơn mài gọi mùa của tôi là lấy cảm hứng từ cuộc sống thiên nhiên ở xung quanh tôi. Trước đây là tôi vẽ hội họa ấn tượng những cái bức tranh phong cảnh và những cái bức tranh tĩnh vật, hay là những cái bức tranh về cuộc sống ở quanh mình. Thì đến năm 2017 thì tôi đã triển lãm cá nhân cùng các anh em và họa sĩ ở Hà Nội về triển lãm điểm chạm ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Thì đến lúc đó là tôi có những cái cảm xúc và tôi nắm bắt được những cái cảm xúc đó, đó là những cái trường phái trừu tượng. Tức là từ những tác phẩm hội họa ấn tượng mà chuyển thành những tác phẩm hội họa trừu tượng. Ở triển lãm gọi mùa, tôi đã dùng cái chất liệu sơn mài là chất liệu truyền thống, nhưng vẽ về đề tài thiên nhiên và vẽ về đề tài thiên nhiên và dùng cái phong cách nghệ thuật trừu tượng. Sự chuyển biến sắc thái của bốn mùa xuân hạ thu đông ở miền Bắc chúng ta đã mang lại cho tôi nhiều cảm xúc. Cảm xúc ở sự thay đổi về màu sắc, sự thay đổi về khí tiết, sự thay đổi về thời gian. Nên những cái tác phẩm như là Vào hạ hay là Đêm mùa hạ, Đi qua tháng 10, những tác phẩm mang cái dấu ấn về thời gian, về cái không gian thiên nhiên ở xung quanh đời sống mình. Thì tranh sơn mài và cái triển lãm này đã bộc lộ được cái khái quát về những cái khí tiết và những cái khoảnh khắc. Triển lãm gọi mùa đã mang lại nhiều các cái cảm hứng và thể hiện được những cái cảm xúc, những cái khoảnh khắc của nghệ sĩ. Và tôi đã làm những cái câu chuyện đó bằng chất liệu sơn mài. Tức là anh gần như là anh đã diễn tả được cái sự chuyển mùa, bốn mùa xuân hạ thu đông của miền Bắc vào từng bức tranh, có đúng không ạ? Bạn biết là hết mùa xuân thì đến mùa hạ, đó là sự giao mùa. Hay là sắc thu đối với nghệ sĩ thì sắc thu không phải là màu đỏ hay là màu xanh, mà sắc thu đó là cảm thụ, cảm nhận của nghệ sĩ đối với thiên nhiên. Hay đi qua tháng 10, đi qua tháng 10 là chúng ta đã đi qua một chặng đường hoặc một tháng nào đó thì chúng ta cảm nhận để lại được cái gì, và chúng ta thể hiện bằng hội họa, bằng bố cục, bằng màu sắc như thế nào. Và tôi đã dùng những cái sự suy nghĩ và sự cảm hứng ấy thể hiện bằng sơn mài. Thưa họa sĩ Thái Cớ, thì Ánh Tuyết cũng đã được chiêm ngưỡng 32 tác phẩm tranh sơn mài của anh trong triển lãm Gọi mùa. Thì Ánh Tuyết có một thắc mắc nhỏ, đó là phần lớn những tác phẩm này thì cũng khá là khó hiểu đối với những người bình thường như là Ánh Tuyết. Hội họa trừu tượng thì có từ rất lâu rồi, từ đầu thế kỷ 19 các họa sĩ đã thể hiện phong cách trừu tượng ở Pháp, hay là phát triển rất là mạnh ở Mỹ giữa thế kỷ 19 rồi. Và hội họa trừu tượng với Việt Nam cũng rất là phát triển rồi. Nhưng cái phong cách trừu tượng đối với nghệ sĩ đó là ai? Ví dụ Thái Cớ vẽ hội họa trừu tượng của Thái Cớ là màu sắc như thế nào và bố cục như thế nào? Đó là những bức tranh của Thái Cớ. Ví dụ như là Vào hạ, tại sao lại phải vào hạ như vậy? Nếu mà diễn tả về một cái lá cây vào hạ rất là tươi tốt thì đó là hiện thực, đấy người xem rất là dễ nhận biết. Nhưng mà cái lá cây ấy với cái cảm xúc, nếu mà anh người không hiểu về hội họa, anh bảo đây không phải lá cây thì cũng không đúng, bởi vì cái vẻ đẹp của sự chuyển mùa vào hạ đó là cái cảm xúc về sắc thái của cái không gian và cảnh vật đó. Đấy, hội họa trừu tượng là vẽ cái gợi chứ không vẽ cái tả. Và mỗi người xem tranh có những cái cảm xúc và có những cái cảm nhận riêng. Do vậy là giáo dục thẩm mỹ từ thuở nhỏ và giáo dục những cái cảm quan của người xem, tức là thưởng thức mỹ thuật, rất là quan trọng. Do vậy là chúng ta xem một những tác phẩm hội họa trừu tượng hay ấn tượng hay lập thể
hay biểu hiện những nào đó thì chúng ta đều có những cái cảm nhận riêng và có những cái kiến thức riêng, và chúng ta sẽ nhận biết được những tác phẩm đó mang lại cho mình. Thưa họa sĩ Thái Cớ, năm 2023 thì Hưng Yên đã đăng cai triển lãm mỹ thuật khu vực Đồng bằng Sông Hồng lần thứ 28, và thật vinh dự khi mà tác phẩm Hội Cầu Mưa của anh đã đạt giải B trong tổng số hơn 400 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm. Và hiện tại thì Ánh Tuyết và anh đã ngồi trước tác phẩm đoạt giải B này, thì anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về tác phẩm đoạt giải này được không ạ? Tác phẩm Hội Cầu Mưa là tác phẩm Tranh Sơn Mài của tôi sáng tác trong khoảng 1 năm. Hội Cầu Mưa thì ở Hưng Yên mình rất là nổi tiếng, là Hội Cầu Mưa ở Lạc Hồng, tức là nơi đó có chùa Thái Lạc. Đó là cái lễ hội rất là tâm linh về cái thờ tứ pháp, pháp Vân, pháp Vũ, pháp Lôi, pháp Điện. Và cái ước muốn của con người, ước muốn của người nông dân, mưa thuận gió hòa, sự giao thoa giữa cái cũ và cái mới. Và ở tác phẩm Hội Cầu Mưa, tôi đã sử dụng những cái hình ảnh, những cái công trình kiến trúc, hình ảnh và những cái hình ảnh và những cái tác phẩm điêu khắc ở thời Lý, như là chùa Hương Lãng. Ở chùa Hương Lãng thì chúng ta biết là có tượng ông Sấm, đúng không? Ở chùa Thái Lạc có những bức phù điêu tiên nữ đầu người mình chim đang dâng hoa, hay là những bức nhạc công rất là nổi tiếng. Thì tôi đã sử dụng những cái hình ảnh, những cái quan sát được ở những tác phẩm điêu khắc của cha ông ta, và lồng ghép với những cái lễ hội rất là đặc sắc ở quê hương Văn Lâm, cũng như là cái lễ hội ước muốn của người nông dân xưa, để ước muốn về mưa thuận gió hòa, ước muốn về ấm no hạnh phúc. Trân trọng cảm ơn thầy giáo họa sĩ Thái Cớ đã dành thời gian để giao lưu với khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, cũng như là chia sẻ về tình yêu hội họa của mình, và xin được chúc anh có sức khỏe cũng như là thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp ạ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình lần sau. Thank you.